Tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển là chủ đề của cuộc hội thảo do báo Lao động tổ chức sáng nay. Các tham luận vướng mắc và giải pháp khơi thông nguồn vốn, tiềm năng và giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài, giải pháp thúc đẩy nhanh đề án nhà ở xã hội đã có các phân tích đánh giá dự báo nhận định đúng về thị trường. Ngoài ra, một nhận định chung được đưa ra đó là khó khăn thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay chính là rào cản mang tính pháp lý nguồn tiền.